mình đã có xé bảo hiểm ghê thật sự luôn á. Nếu như mà cứ suy nghĩ, nếu như mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của họ thì sẽ thấy khổ cực như thế nào. Người bình thường á, đi bán dạo đã rất là khó khăn rồi, bởi vì á đẩy xe nó cũng cần càng chứ đâu phải mình đi bộ đi bằng tay không đâu, đúng không? Mà chưa kể rồi không thấy đường nữa, không thấy đường mà ai mua cái gì vậy, khó khăn khổ trăm bề. Tự nhiên nhìn thấy buồn gì đâu, mà cũng cứ là mình không có giúp họ được, không có điều kiện để giúp họ được, chứ không phải gọi là không giúp họ được. Hôm bữa thì mua được hai lần vé số, mỗi lần hai tờ, mà mình chưa có già. Thật sự luôn là không có dám già vé số luôn. Bởi vì biết sao, bốn tờ vé số hết bốn mà, bốn tờ vé số là hết 40.000 rồi. Nếu như mà mình già mà chập đi, nó tự nhiên thêm ít 40.000, nó không được cái, không được cái trở lại gì, không được cái gì, không được lợi ích. Thì lúc đó mình ở công ty sổ số nặng hết. Và nếu mà mình không già đi thì mình vẫn cứ hy vọng là sẽ trúng, hy vọng là sẽ trúng. Và cuối cùng rồi, nếu như mà già xong á thì sẽ thấy chật lắm rồi, không có trúng được, không có trúng được núi nào hết á. Nên vậy cũng khá là làm biếng để già vé số mà cũng không muốn mua vé số nữa. Và khi thấy người ta tội nghiệp quá thì nghĩ là giống như là mình mua giùm thôi.